xin cầu cho đồng bào mọi nơi biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh cư đạo Việt Nam là những bậc thiện nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp vinh với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Con bao hân hoan bước về nhà cha trong tình yêu mến, nguyện dâng lên muôn câu ca khắp ta tình cha thiên tha. Lòng Chúa ơi tình thương chất chứa, lòng con ngập tràn bao say sưa, tình Chúa dâng tràn bao sức sống, tình mến con còn mãi khát vọng. Chúa qua bao thế hệ, tình thương Chúa luôn tràn trề. Ngài là nơi con đau thương, sống trong tình Chúa thương muôn đời. Về nhà cha hôm nay trong tình vui say của toàn thân thành, đời tình yêu dâng cao dâng của tràn tình thân bên trao. Nguyện Chúa trình muôn ơn cứu thoát, đường đời nhân gian cùng bước đi về đến thánh chúa, hiệp nhất trong tình yêu bên nhau. Lạy Chúa qua bao thế hệ, tình thương Chúa luôn tràn trề. Ngài là nơi con đau thương, sống trong tình Chúa thương muôn đời. Chào toàn thể quý ông bà anh chị em và chào các con. Lần nào cũng quên chào các con. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu cho nghi lễ sau đây: linh hồn Dominico Nguyễn Văn Hiệu dỗ 39 năm do gia đình các con xin, linh hồn Matthew Nguyễn Văn Thuận lễ dỗ, linh hồn Sister Patricia do đại gia đình bà Liên và con cháu xin, linh hồn Giuse Phạm Văn Minh lễ dỗ và linh hồn tổ tiên nội ngoại hai bên và xin cho đại gia đình được bình an. Linh hồn linh mục Phêrô Đậu Đình Triệu dỗ 2 năm. Ba linh hồn Giuse, Thomas và Anna. Một em xin cầu cho ông bà ngoại là hai linh hồn Đa Minh và Maria lễ dỗ hôm nay. Và một người xin cầu cho anh Phêrô. Đội Đức Mẹ hồn xác lên trời Legio Maria cầu cho hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Và một người xin cho con cái có đời sống đức tin và sống tốt. Và chúng ta nhớ đến tất cả những linh hồn, xin chúng ta cầu nguyện cho thường xuyên. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria, trình các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con đấng hằng sông và hiển trị cùng Chúa là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A reading from the prophet Isaiah. Thus says Yahweh: Make fair judgment your concern. Act with justice, for soon my salvation will come and my saving justice be manifest. As for foreigners who adhere to Yahweh to serve him, to love Yahweh's name and become his servants, all who observe the Sabbath, not profaning it, and cling to my covenant,
These I shall lead to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all peoples. The word of the Lord. Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc dân ngoại rằng bao lâu tôi là tông đồ các dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi được phân bì mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ, vì nếu do việc họ bị loại ra mà thiên hạ được giao hòa, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết? Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì người không hề hối tiếc. Như xưa, anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay, vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót. Cũng thế, nay họ thương xót, Thiên Chúa đã để mọi người phải giảm ham trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia, Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bây giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. My dear beloved children and friends, here in our community, every time we have a funeral, normally, the family of the deceased person light the incense stick, and they put it in front of the coffin. That is a symbol of their prayer to the deceased person. And when the incense sticks lit it, we can smell the incense in the air. Because it is available in wide variety of scents, incense can make the air smell like jasmine or sandalwood or spices or any several other types of plant and material. For centuries, many churches have used incense to represent prayer, especially the Orthodox Church. When I travel to the Holy Land, everywhere the Orthodox Church occupy, they have a lot of incense. A lot of incense hang around their place of worship. In our Roman Catholic Church, a container called the censer is used during Mass to hold burning incense in the solemnity, like Christmas or Easter, or the feast of our Holy Vietnamese Martyrs. Just as the sweet smell of incense touches those in a room in which it is lit, so prayer touches the lives of people all around us. The more we pray, help other people, the more people are touched and helped by our prayers. That is the story of Canaanite woman in the gospel today. She approached Jesus and she prayed very hard, with persistency, asking for help. And she refused to give up. Even she was put into the hard test and humiliated by the words of Jesus. But at the end, the prayer that motivated by the love for her daughter touched the heart of Jesus, so that
Jesus granted her what she desperately wanted. And immediately her daughter would cure. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi có đọc một câu chuyện cũng khá lâu rồi. Có một ông kia, khi ông về hưu, thì ông ấy nghèo lắm. Do đó mà ông ấy cầu nguyện với Chúa hàng đêm, lại Chúa xin cho con trúng lô tô. Con suốt đời phụng sự Chúa, con suốt đời con sống đời sống Kitô hữu rất là chân thành. Nên bây giờ con nghèo lắm. Nên xin Chúa cho con trúng lô tô để con được an hưởng tuổi già. Ông cầu nguyện hàng đêm như vậy. Mà mãi không thấy Chúa nhậm lời, không thấy trúng lô tô. Thế cái một hôm ông rồi cuối cùng thì ông ấy than thở là này. Chúa, con có xin Chúa bận gì lớn lao gì đâu. Con chỉ xin cho trúng lô tô thôi mà Chúa lại không cho. Thì ông ấy bỗng nghe một tiếng trên trời vọng vào tai ông ấy. Nhưng mà nhà ngươi có mua lô tô đâu mà trúng. Ông ấy cầu nguyện xin Chúa cho trúng lô tô mà ông không chịu mua lô tô ticket. Đó là thái độ của chúng ta đôi khi trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện như là cầu may vậy. Được thì tốt, không được thì cũng không sao. Cái thái độ đó đi ngược hẳn lại với thái độ của người đàn bà Canaan ở trong câu chuyện của Phúc Âm hôm nay. Chúa Giêsu lánh cái sự thù ghét của những người luật sĩ và biệt phái. Nên Chúa lên trên cái miền phía bắc của Galilea, tức là qua khỏi cái biên giới của người Do Thái. Và Chúa tới một cái vùng nơi người Canaan sinh sống, là vùng Tyro và Sidon. Chúa cố ý tránh người Do Thái, tại vì người Do Thái khi mà vào vùng đất dân ngoại là họ không có dám bước chân vào, tại vì vào vùng dân ngoại là bị ô uế. Do đó mà họ không dám tới, do đó mà Chúa dắt các môn đệ lên trên đó. Không biết cái người đàn bà ở cái vùng đó nghe về Chúa Giêsu như thế nào. Mà chắc là bà cũng nghe rất là tường tận. Tại vì cái lời cầu xin của bà đầu tiên là lạy con vua David. Có nghĩa là bà tin là Chúa Giêsu như những người Do Thái. Chúa Giêsu có thể là đấng Mêsia, là con vua David, là đấng đến để cứu dân Do Thái. Cho đó bà mới tới xin Chúa. Chúng ta nghe lời cầu xin của bà là xin Thầy thương xót tôi. Chúng ta tưởng là bà xin cho bà, nhưng không, bà xin cho con bà. Xin thương xót tôi vì con gái của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Quỷ ám có rất là lâu rồi. Chúa Giêsu chữa rất là nhiều người bị quỷ ám. Cái phép lạ đầu tiên Chúa làm theo Thánh Marco là Chúa chữa một người bị quỷ ám ở trong hội đường. Có lẽ bà nghe là Chúa Giêsu là chuyên chữa trị bệnh quỷ ám, do đó mà bà mới chạy đến để xin Chúa. Trước đó có nghĩa có lẽ là bà cũng đã chạy thầy chạy thuốc khắp nơi. Mang đi con gái đi hết đền này đền kia để xin các cái thầy pháp, các cái thầy ở trong cái đền thờ đó mà chữa cho con mình. Nhưng mà mãi không khỏi. Cho đó mà khi nghe tin Chúa Giêsu đến
Và bà đã nghe về Chúa Giêsu, một người chữa bệnh rất là tài tình, nhất là bệnh quỷ ám. Do đó mà bà mới tới năn nỉ Chúa. Nhưng Chúa không nói một lời. Nhưng bà không chịu thua. Bà đi theo, bà gào lên: xin Thầy thương xót tôi. Bà lẽo đẽo, bà theo sau, bà cứ gào lên như vậy. Đến độ mà các môn đệ của Chúa sốt cả ruột và cảm thấy bất nhẫn. Cho đó mà mới ghé tai nói với Chúa: thôi, bà ban cho bà cái, Chúa ban cho bà cái điều mà bà xin đi, rồi Thầy ban cho bà cái điều bà xin đi rồi, để bà đi cho khuất mắt chúng ta. Chúa không có quay ra nói gì với bà ấy, nhưng mà nói với các môn đệ: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel thôi. Đó là một lời từ chối khéo với người đàn bà đó. Tại vì ý Chúa muốn nói là chỉ có được, Chúa được sai đến cho người Do Thái mà thôi. Bà là người ngoại đạo, không phải là sứ vụ của Chúa. Nhưng mà bà không thua, bà chạy tới, bà bái lại Chúa. Bà đổi cái lời cầu xin là: xin cứu giúp tôi. Và bây giờ Chúa mới quay nói chuyện với bà. Mà một lời nói rất là nặng: không nên mang bánh của con cái mà ném cho chó. Một lời có vẻ rất nhục mạ, rất là nặng nề. Chắc chắn bà sẽ bị xúc phạm, tự ái. Vì người Do Thái, người coi những người ngoại đạo, hay người ta hay gọi là chó ngoại đạo. Sau này họ cũng gọi những người Kitô giáo, theo Kitô giáo là chó Kitô hữu. Câu nói rất là nặng. Nhưng mà bà ấy không cảm thấy bị sỉ nhục, mà là một cơ hội cho bà. Nên bà mới nói: đúng vậy, nhưng mà chó con cũng được quyền hưởng những mẩu bánh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Bà phân bua với Chúa là: tôi đâu có xin bánh đâu, vì tôi biết là tôi không xứng đáng để xin bánh. Tôi chỉ xin những mảnh vụn ở trên bàn ăn mà nó thừa, nó rơi xuống cho con của tôi. Tình yêu mãnh liệt của bà cho con của bà đã làm Chúa thay đổi. Trái tim của Chúa mềm ra. Nhất là cho nhận ra cái đức tin của bà quá mạnh. Trong khi đó những người Do Thái được Chúa ban cho bao nhiêu ân huệ, bao nhiêu phép lạ được làm cho, nhưng mà họ có tin Chúa. Bà này, bà tin Chúa dù bị sỉ nhục như vậy. Nên đức tin của bà Chúa Giêsu phán là: đức tin của bà mạnh thật. Bà xin sao thì được vậy, bà muốn gì thì được vậy. Đó là thái độ mà chúng ta trong lời cầu nguyện. Chúng ta phải có thái độ khiêm tốn trước Chúa. Chúng ta phải có sự kiên trì. Và nhất là phải có một đức tin mạnh mẽ. Chúng ta tin chắc những lời cầu xin của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời.
Tôi đọc bài suy niệm, trong đó có nói của cha Vũ Khắc Nghiêm, thì cha có một nhận xét như thế này, là chỗ cha biểu diệp đó, và chỗ cái bàn thờ, cái tòa của Thánh Martin de Porres ở nhà thờ Ba Chuông đó, có rất là nhiều bảng tạ ơn. Mà những cái bảng tạ ơn đó không có đề tên thánh, có nghĩa là những bảng tạ ơn của những người ngoại đạo. Và rất là nhiều người ngoại đạo được ơn từ cha Biểu Diệp và Thánh Martin de Porres. Trong khi đó rất nhiều tín hữu Công giáo không được. Có lẽ cái lời cầu nguyện của họ mãnh liệt, đức tin của họ mãnh liệt hơn chăng? Chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta dựa vào cái lời phán đoán của Chúa trong bài phúc âm hôm nay thì rõ ràng là người đàn bà ngoại đạo được ơn những cái điều bà mong ước là vì bà mãnh tin. Do đó, cái đức tin của người đàn bà Canaan hôm nay đánh thức cái niềm tin của chính chúng ta. Đức tin của bà có một phẩm chất đặc biệt trong cái lời cầu nguyện của bà, đó là dứt khoát và mạnh mẽ. Và cái lời cầu xin của bà tuôn trào từ trong chính trái tim của bà. Chúng ta đọc kinh ra rả, nhưng mà nhiều khi chúng ta coi cái đó là việc cầu nguyện, nhưng mà không đâu. Cái lời cầu nguyện không phải là những công thức như vậy. Lời cầu nguyện nó phải từ trong chính trái tim của chúng ta. Và cái lời cầu nguyện từ chính trái tim của chúng ta mới đáng đón nhận cái lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa thì trải qua đời nọ đến đời kia cho những ai kính sợ Chúa như lời kinh Magnificat. Nhưng mà chúng ta được lãnh nhận cái lòng thương xót đó hay không là do đức tin của chúng ta có mạnh hay không. Và lời cầu nguyện của chúng ta có tha thiết hay không? Có dứt khoát và mạnh mẽ hay không? Do đó, qua bài phúc âm hôm nay, qua câu chuyện của người đàn bà Canaan hôm nay, chúng ta rút ra được một bài học qua cái thái độ cầu nguyện của bà. Trước hết là chúng ta phải tin mạnh mẽ, phải kiên trì và khiêm tốn trước Chúa mỗi khi chúng ta cầu xin lòng thương xót của Chúa. Nếu mà chúng ta có đủ những cái phẩm chất như vậy thì chắc chắn lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu đời chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng của Người và nhờ Đức Giê-xu nhập thể cứu chuộc, Người đã mở rộng tình thương đón nhận mọi dân tộc làm sở hữu. For the church, that she may always be a sign of God's love, living by the word with what she has been entrusted with, may this be evident in the results of the Plenary Council of Australia. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the leaders of the world, that as Prophet Isaiah reminded the Israelites to have care for justice and to act with integrity, may they also put aside their need for power and heed the call of today's religious leaders. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all those that are suffering from ill health and financial hardship due to the pandemic, may they experience, like the women in the gospel, that Christ has the power to heal them and their loved ones. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết mặc lấy tâm tình cứu thế của Đức Kitô, khao khát ơn cứu độ cho bản thân và anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những anh chị em đang sống trong vòng tội lỗi được ơn Chúa lôi cuốn, biết sám hối và trở về giao hòa cùng Chúa, để được ơn tha thứ và bình an. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta được vững tin vào tình thương cứu chuộc của Chúa mà sốt sắng cử hành phụng vụ hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Cha hằng yêu thương cứu độ mọi người, xin nhậm lời chúng con tin tưởng nguyện cầu, vì biết rằng Cha rộng ban mọi ơn lành cho con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con càng tụng ngợi tung hô Chúa rằng... Thánh, 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 Chúa là... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Đức Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con, những linh hồn chúng con có lễ dỗ hôm nay và tất cả những linh hồn chúng con cầu nguyện cho đặc biệt trong hôm nay và cầu nguyện cho thường xuyên đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Ngài, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
dân con đang thấy khổ đau. Đừng để con quỳ ngã, đừng để con tan tan cõi lòng. Xin mang trên niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Trước khi tôi ban phép lành, có một số sách bằng tranh chuyện Thánh Mary MacKillop, xin ai mua thì xin mua ủng hộ cho các em thiếu nhi và chương trình của sơ Lê Linh. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn toàn thể anh chị em và cảm ơn các con. Thank you.
Lạy ông Thánh Giuse,